Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức, A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Vấn Đáp Phật Pháp cùng Thầy. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Canh Tý. Câu hỏi Phật tử đặt cho con là: kính bạch Thầy, có Đức Quán Thế Âm thật hay không? Kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất tế nhị. Đức Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi lớn. Hôm nay là ngày đản sanh của Đức Quán Âm, con gọi là ngày của vị Bồ Tát mang tình thương lớn đi vào đời. Kỷ niệm về một cái ngày mà một người mang cái tình thương lớn đến cứu khổ cho thế gian, thì con nghĩ ngày đó rất đẹp, rất quan trọng. Vì ai cũng khổ, chỉ có tình thương mới cứu được cái nỗi khổ của muôn loài. Có hay không, không biết. Nhưng mà ai cũng cần nước khi mà mình khát, ai cũng cần cơm khi mình đói, cho nên ai cũng cần tình thương khi mình khổ. Cho nên chắc chắn còn khổ là còn cần tình thương. Câu hỏi được đặt ra là dưới cái ngữ cảnh rất là tế nhị, khi mà Phật giáo Việt Nam là Phật giáo Đại Thừa, nền tảng để dựa trên tu học Phật đó là kinh tạng của Bắc truyền, phần lớn được dịch từ Trung Quốc qua. Cho nên hình ảnh của Đức Mẹ Quan Âm rất là đậm đà, thấm thía cho dân tộc Việt Nam xưa nay, đặc biệt là một dân tộc chịu nhiều đau khổ bởi chiến tranh, chia cắt. Khi Tam Tạng Kinh điển Nikaya được dịch qua tiếng Việt thì hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật như là trung tâm, và tất cả những vị Phật và Bồ Tát khác như là những biểu tượng về những cái phẩm chất của vị của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thôi, chứ không có những cái sự kiện, hình ảnh và những nhân vật sống lịch sử. Cho nên rất là nhiều những cái vị sư Nam Tông căn cứ trên cái nền tảng kinh điển nguyên thủy mà giải thích cho quý Phật tử tu theo nguyên thủy để có cái niềm tin xác thật và không lung lay với kinh điển Đại Thừa, rằng không có cảnh giới Di Đà, Quan Thế Âm hay là bất kỳ những vị Bồ Tát nào khác ngoài chính Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tức là quý vị Theravada nhấn mạnh cái Phật giáo Theravada cho những tín đồ Phật tử tu theo Theravada. Còn mình nếu là Đại Thừa thì mình nên hỏi câu đó với những vị tu Đại Thừa. Bởi vì xưa nay mình đâu có hỏi, cho đến khi Phật giáo Theravada ra đời với những bộ kinh được dịch qua tiếng Việt những thập niên gần đây thì ta mới đặt câu hỏi đó. Thì ta cũng nên khéo léo đặt câu hỏi đó cho chính những vị thầy Bắc Tông mà xưa nay ta đó nương tựa, để cái nhìn của ta nó được sâu sắc hơn, chứ nó không trở nên mâu thuẫn và chống đối nhau ở trong cái hiểu, để cái tu của mình nó không đi đâu hết mà nó còn gây phiền hà thêm. Đây là cái nhìn, cái hiểu của riêng con. Kính thưa quý vị, kính chia sẻ để chư thiện hữu tri thức gần xa có duyên tu tập. Thứ nhất á, kính thưa quý vị, khi mà mình nói có hoặc là không một cái vấn đề gì đó mà mình chưa trải nghiệm, mà sự khẳng định của mình nó quá mạnh mẽ, thì mình rất là dễ trở thành một kẻ nói dối giống nhau. Một người nói có nói không cho một điều gì đó mà mình chưa trải nghiệm thì nói có cũng là nói dối, và nói không cũng là nói dối. Vì sao? Vì mình khẳng định cái điều mà mình chưa biết. Cho nên con không khẳng định là có hay không cho quý vị. Không phải bởi vì con không có cảm nhận thật, con có cảm nhận thật. Nhưng để nói cho rất là nhiều người chưa có cái sự sẵn sàng để cảm nhận cái điều con nói, thì họ chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, đó là tin hoặc không tin. Tin thì có câu chuyện vui vui để kể, không tin á thì phỉ báng nhân quả Phật và chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Cho nên không có điều nào tốt hết, đi kể cũng không tốt, thành mê tín, mà đi chê bai thành ra tội phỉ báng phạm vào nhân quả cũng càng không tốt. Cho nên con sẽ tuần tự mà giải thích để chúng ta có cái nhìn khách quan. Cái hiểu biết của con người mình á, là cái tâm phân biệt chưa có thoát khỏi cái tham sân si, vì chưa có đạt được A-la-hán quả cuối cùng, tận diệt tất cả cái lậu hoặc. Cho nên cái tâm phân biệt của mình không phải để mang đến cái kết luận, mà là để phân biệt và khám phá. Cái sự phân biệt và khám phá nó dẫn mình đến kết luận. Nếu mà mình đem đến cái kết luận quá vội vàng thì mình không cần cái tâm rất là phức tạp này. Cái tiến trình tâm rất là sâu sắc phức tạp của con người á, để cho chúng ta có cơ hội khám phá nhiều hơn, sâu hơn. Không nên để kết luận một cách vội vàng, có hay không,
đúng hay sai. Cái kết luận nó cho mình có cảm giác là an toàn. Cái cảm giác an toàn mà một cách không có sáng suốt, cộng với cái sự chứng nhận của một bộ kinh nào đó mà mình nghĩ nó chân lý, nó thành ra cái niềm tin. Với cái niềm tin đó mà không có cái trí tuệ, nó đem đến cái sự cuồng tín. Với cái sự cuồng tín mà mê mờ là đem đến sự tai họa, phá hoại kinh khủng lắm. Và ta thấy không có sự phá hoại to lớn, nguy hiểm nào bằng cái niềm tin mà không có trí tuệ. Và Phật giáo thì dạy Ehi Basiko, đến để thấy, không phải đến để tin. Như vậy giải thích làm sao đây? Với những cái hình ảnh Đức Quan Thế Âm, Đức Phật A Di Đà, tất cả những vị Phật Bồ Tát mà không có cái sự kiện lịch sử ở trên trái đất này, giống như là kinh Bali đã miêu tả, thì không lẽ như vậy là mê tín hết sao? Kính thưa quý vị, khoan kết luận. Bây giờ nếu giả dụ mình đặt câu hỏi là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không có thật, thì cái câu khẳng định không có thật này nó dựa trên cái nền tảng nào để trả lời? Nó dựa trên hai nền tảng. Một là não, hai là tim. Não tức là hiểu biết phân biệt của mình bằng cách thu lượm rất nhiều những cái thông tin, mà cái thông tin đó được thẩm quyền hóa bởi kinh tạng Nikaya. Tức là những vị tu theo Nikaya thì hầu hết là không có được có cơ hội đi sâu vào trong kinh điển Đại Thừa, cho nên những cái gì mà họ thu lượm về là từ kinh tạng Nikaya, thì hình ảnh Quan Thế Âm chưa hề xuất hiện ở đó. Thì mình không thể ép buộc họ tin hoặc là nói, hoặc là có một cái tình thương kính đối với những cái vị mà họ chưa bao giờ được học, được hiểu, được nghe về. Cho nên họ nói không là điều rất dễ hiểu, điều rất dễ thông cảm, và chúng ta nên chấp nhận điều đó, không nên phủ định và không nên tranh luận. Vì nếu tranh luận hay phủ định một cái điều một người mà họ cho không, mà bởi vì họ chưa bao giờ trải nghiệm điều đó, mình muốn họ theo ý mình, thì đó là một tội ác, đó là một sự tẩy não. Cho nên ta dễ hiểu là với cái hiểu biết bằng sự thu lượm kiến thức, chưa bao giờ có hình ảnh Quan Âm, thì họ nói không với Quan Âm là chấp nhận, thông cảm nhau thôi. Và họ dựa trên cái cảm xúc. Cái cảm xúc là chưa có bao giờ họ có cái hình ảnh về Đức Quan Âm, thành ra họ không có niềm tin, thì cái cảm nhận của họ là không bao giờ thực. Họ không bao giờ nói cái điều mà nó ngược lại với cảm nhận của họ được. Cho nên cái cảm nhận của họ là họ không cảm thấy một cái gì cả. Làm sao họ biểu họ nói có được. Cho nên khi trả lời không, khi mà ta nghe những cái câu hỏi là Đức Quan Âm có thật hay không, từ những cái câu trả lời của những vị sư, mà nhất là Ben Theravada, thì chúng ta cảm thấy rất là hụt hẫng. Từ sự hụt hẫng này thì ta nên nhìn lại chính mình có sự dính mắc, hay là ta đã chưa mở lòng và cảm thông được cho những con người mà họ chưa có những cái cảm nhận trải nghiệm như ta. Cho nên trên cái nền tảng những cái gì mình hiểu, những cái gì mình cảm nhận mà mình nói ra, thì ta rất là dễ cảm thông nhau cho những người mà họ từ chối cái niềm tin của mình, dù là một nhà bà con Phật Pháp. Không có gì khó hiểu, cho chỗ này chúng ta thông cảm nhau được hết, kính thưa quý vị. Nhưng mình cũng nên cẩn thận lấy mình. Khi mà mình nói là có, thì từ cái chỗ mình nói có đối với một người mà họ nói không, thì cái tâm của mình nói cho họ hay là nói cho mình? Nếu mình nói có nói không mà mình muốn thuyết phục họ theo ý của mình, thì coi chừng chứ đó là cái tâm bản ngã, cái tôi của mình là một cái tôi tập thể đồng hóa trên một cái tôn giáo để mình, hay là một cái niềm tin nhất định để mình thấy mình ở trong cái niềm tin đó, và cái niềm tin nó làm lớn lên cái nhận định của cái tôi mình là đúng, thì mình muốn họ là theo ý mình. Thì như vậy cái có của mình cũng không tốt, cũng không từ bi. Mình nói là có Đức Quan Âm, nhưng lòng từ của mình thì nó chưa đủ lớn với Đức Quan Âm để mà dung chứa cái điều khó dung chứa. Cho nên khi mà mình nói có, hay là khi mà mình nói không, thậm chí đồng ý hay không đồng ý, mình nên hướng đến không phải là mình, mà mình nên hướng đến cái đối tượng lắng nghe, không phải để thuyết phục, mà là để mở cánh cửa để cho cái sự thật nó được có nhiều cái khía cạnh để khám phá hơn, một cách mở lòng hơn. Đó, điều đó là tốt đẹp. Kính thưa quý vị, như là chính kinh tạng Nikaya, trong bài kinh Vakkali Sutta Samyuttaya Nikaya, Vakkali là một vị tỳ kheo rất thương kính Đức Phật, coi Đức Phật như là một thần tượng, và lúc nào cũng bám theo Đức Phật hết. Đức Phật biết là người này dính mắc vào thân xác của Ngài. Đức Thế Tôn mới nói Yo dhammam passati so mam passati, Yo mam passati so dhammam passati. Thấy Pháp là thấy ta, và thấy ta là thấy Pháp. Và chỗ khác Đức Phật nói Yo batichasamut badam passati dhammam passati, Yo
Dhammam passati so paticca sammuppadam passati. Tức là thấy pháp duyên khởi, đó chính là thấy pháp. Thấy pháp thì đó là thấy pháp duyên khởi. Thì tức là ta thấy Phật không đồng hóa cái con người chân thật của mình là cái thân tướng hình tướng này. Bởi vì Đức Thế Tôn biết cái gì có hình tướng là nó có sinh diệt, phàm sở hữu tướng, giai thì hư vọng. Mà đệ tử của mình rất thương kính mình, rất là dễ thờ kính mình, giống như là một người thần. Cho nên Đức Phật ngay khi còn tại thế đã ý thức được rất nhiều đệ tử đã dính mắc vào cái thân tướng của mình mà quên đi cái giáo pháp Ngài dạy. Hôm nay chúng ta đâu có thấy Phật nhưng chúng ta vẫn tôn kính Phật, bởi vì không phải ta thấy Ngài mà bởi vì ta học được cái lời dạy của Ngài và trải nghiệm sâu sắc cái niềm tin ta vững chãi. Cho nên tình yêu thương và tôn kính cho Đức Thế Tôn không phải là bởi vì hình tướng. Kính thưa quý vị, và trong kinh Kim Cang Phật dạy: dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cào ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu lấy hình tướng mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta, kẻ đó đang hành tà đạo, người đó không thấy được ta. Bởi vì cái gì có tướng, cái đó có đến và đi. Cái gì có sanh, có diệt, là cái đó nó không phải là chân thật pháp, không phải là pháp thân. Mà cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó, nó liên hệ đến cái chân lý của vũ trụ. Ngài chỉ là người khám phá. Ngài có khám phá hay không thì chân lý vũ trụ nó còn nguyên đó. Cho nên khi mà mình nhìn nhận Đức Thế Tôn có hay không thì ta không nên nhìn nhận trên cái thân tướng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Cái mà Đức Phật đã cảnh báo Ngài Tu Bồ Đề, Su Bồ Đề. Này Su Bồ Đề, thấy cái thân tướng của ta là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này, có phải đó là thấy Như Lai chăng? Dạ đúng, đó là Như Lai. Tu Bồ Đề không phải như vậy. Tu Bồ Đề là một vị giải không đệ nhất, hiểu về tánh không rất cao trong những vị A-la-hán, đệ tử lớn của Đức Phật. Nhưng vẫn chưa được có cái thấy mà Đức Như Lai muốn dạy. Bởi vì lên đến hàng Bồ Tát, bất động địa Bồ Tát trở lên, chứng một bậc Bồ Tát là chứng được một phần pháp thân. Tức là không thể chứng một lần toàn bộ pháp thân. Cho nên cái pháp thân của Đức Phật là bàn bạc ở vũ trụ. Một vị A-la-hán vẫn chưa đạt được cái trình độ của Đức Thế Tôn. Cho nên rất dễ hiểu là Ngài Su Bồ Đề vẫn hiểu lầm câu hỏi của Đức Phật như thường. Đức Phật trả lời: này Su Bồ Đề, nếu mà thấy 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt là thấy Như Lai thì một chiến luân thắng vương chính là Như Lai sao? Bởi vì theo văn hóa của Ấn Độ, một người mà 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt thì đó, nếu ở nhà thì làm chiến luân thánh vương, nếu xuất gia sẽ làm vị Phật. Thì chúng ta căn cứ vào hình tướng bên ngoài, chúng ta sẽ làm một vị Phật với một vị chuyển luân thanh vương. Như vậy hôm nay nếu ta căn cứ trên cái lịch sử của con người, trên cái hình tướng để mà ta xác định là một người có hay không, thì ta chỉ có thể thấy được cái tướng bên ngoài của Đức Như Lai mà cái Đức Như Lai đã cảnh báo chính đệ tử Vắt Ca Ly của mình, và trong kinh Kim Cang cũng nói cùng một điều như vậy. Mà như là một người con Phật ngày nay thì chúng ta không còn Đức Như Lai nữa, thì dù bàn bạc, thì dù tranh luận, thì dù bất kỳ một cái sự kiện, hình ảnh, hình tướng nào về Đức Như Lai cũng không còn có thể thuyết phục ta nữa nếu niềm tin tu tập về chánh pháp của ta không sâu sắc. Cho nên căn cứ trên những cái dữ kiện lịch sử và những cái thông tin khám phá được, cũng như là căn cứ trên kinh điển để xác định được sự có mặt của một người, để tăng trưởng cái niềm tin đó, tu tập đó thì tốt, nhưng để đả phá những cái niềm tin tu tập khác thì đó là một ý đồ khác. Ví dụ, khi mình là một người Phật tử Theravada, ai đó mà nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là không có thật, thì mình sẽ lấy toàn bộ những dữ kiện lịch sử mang tính chất khoa học, mang tính chất thực tế để mình chứng minh. Thì cái sự chứng minh của mình nó có mục đích gì? Có mục đích là muốn thuyết phục để họ có cơ hội đặt niềm tin và tìm hiểu Phật Pháp để họ tu tập có lợi ích, chứ không có lợi gì cho mình hết, đúng không? Như vậy là tốt. Nhưng khi mà mình lấy cái sự kiện của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để mà mình đi chứng minh chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là duy nhất thực sự tồn tại, và dựa trên nền tảng kinh điển của Bali, và mình phủ định đi sự tồn tại mang tính chất lịch sử giống như Đức Thích Ca cho tất cả những vị Phật và Bồ Tát, để từ đó mình coi mình là duy nhất, là chân lý sự thật, rằng thẩm quyền là chân lý, thì điều này nó không đúng. Cái sự hiểu lầm lớn nhất của loài người đó là lấy cái thẩm quyền làm chân lý. Kính thưa quý vị, chỉ có duy nhất chân lý là thẩm quyền. Mà chân lý thì không có tên gọi. Chân lý thì không bị sở hữu. Cho nên nếu ta muốn sở hữu chân lý về cho riêng ta, hay tổ chức của ta, hay tôn giáo của ta, thì ta có một cái tôi tập thể. Điều đó nó trái ngược lại với cái chân lý vô ngã mà Phật dạy. Kính thưa quý vị, hơn nữa trong kinh Tạng Nikaya, Đức Phật cũng dạy về kinh Kalama Sutta, tức là đừng tin những gì mà nghe, những gì mà
thấy những gì mà lời đồn, những gì mà trong kinh điển hay những vị thầy có thẩm quyền nói. Tức chung là đừng có dựa vào thẩm quyền. Bất kỳ một hình tướng thẩm quyền nào ở bên ngoài, đừng có đặt cái niềm tin mình trọn vẹn vào đó mà một cách mù mờ đi theo. Kalama, bài kinh đó Đức Phật đã dạy rất rõ. Tức là sao? Ngay cả kinh tạng Bali hay kinh điển Đại Thừa thì Đức Phật cũng biểu mình là phải bỏ cái sự thực tập của mình vào và nghe người trí dạy, coi thử nó dẫn đến cuối con đường là tốt hay xấu, và trên con đường đó người trí khen hay chê con đường đó thì mình sẽ biết. Giống như là một cái tiến trình mà thử vàng thì phải cắt ra, phải rà, phải chà xuống và phải đem vào lửa đốt thì tự vàng nó sẽ biểu hiện ra. Thì cái tiến trình thực tập không có tranh luận. Mọi sự tranh luận sẽ chấm dứt khi chúng ta đem vào trong thực tập, là cắt, là chà, là bỏ vô lửa mà thử, thì mọi cái lý thuyết trở nên không còn giá trị nữa. Cho nên khi mà mình đặt câu hỏi, ví dụ mình là người Phật tử Nam Tông, mình nghe bên Bắc Tông và đặc biệt là người Việt Nam không ưa gì mấy cách mà Phật giáo Trung Quốc đã ảnh hưởng về chúng ta. Nếu chúng ta có cái tính cách là đồng hóa dân tộc vào niềm tin tôn giáo thì chúng ta sẽ cảm giác là không nên thực tập những cái sự ảnh hưởng này. Thì chúng ta sẽ hỏi chính người thầy của chúng ta là: thầy ơi, tại sao mà Phật giáo Việt Nam đã ảnh hưởng có bao nhiêu ngàn năm Phật giáo của Tàu như vậy? Tất cả những hình ảnh của Bồ Tát, của Phật mà không phải Đức Thích Ca Mâu Ni của Kinh Tạng Nikaya, có phải là nó đã ngụy trang abalabala không? Với cái câu hỏi đó thì cái động lực của chúng ta là gì? Cái động lực của ta là ta muốn loại trừ cả mấy ngàn năm Phật giáo của Đại Thừa qua một bên. Điều đó ta chỉ đang đi tìm kiếm một sự công nhận bên ngoài cho cái bản ngã của mình rằng mình đúng và những người không theo mình là sai. Điều đó nó chỉ tạo ra nghiệp thôi. Bây giờ Phật giáo là có cành và có gốc. Sự phát triển thì không thể thiếu một trong hai. Cho nên nếu một người mà thương Phật đích thực thì không nên loại trừ bất kỳ một sự phát triển nào ở trên cái cây Phật giáo đó. Nếu mà cái gốc đích thực vững chãi thì phải ôm cả cái thân, cái cành, cái lá, cái ngọn. Đó là một cái gốc vững. Chứ không phải là bỏ đi cái thân, cái cành, cái gốc mà nó có được cái cây, và cái cây nó cũng sẽ chết. Cho nên mọi sự tương tác đó là giáo lý nhân duyên. Và khi mình là người Phật tử hiểu sâu về giáo lý của Phật thì mình không còn mọi sự chống đối nào nữa. Đặc biệt là thương Phật thì không nên chia sẻ tất cả những gì mà từ Đức Thế Tôn đã phát triển ra, giống như là nhiều phương pháp hành trì là thuốc cần nhiều loại để trị nhiều loại bệnh ở nhiều địa phương thời đại khác nhau. Hơn nữa, lời cuối cùng mà Đức Phật đã dạy trong kinh Maha Nibbana là Đại Niết Bàn, Đức Phật nói là đừng có dựa vào ai, hãy dựa vào tứ niệm xứ, tức là hãy hải đảo tự thân, nương tựa vào chính mình thì sự thật, có nghĩa là mình khám phá ở trên quá trình giới định tuệ thiền tập tứ niệm xứ và quan sát trong mỗi khoảnh khắc hàng ngày thì sự thật thân tâm này sẽ biểu hiện ra. Cái thấy của mình không phải ở trên cái nhận thức của lấy nhiều kiến thức để sắp xếp nó lại thành một hệ thống rồi chi tiết hóa nó ra và lấy kinh điển của Đức Phật mà mình nghĩ đó là chân lý, đặt cho nó một cái thẩm quyền và mình đặt trọn niềm tin đó và mình cho nó là chân lý, thì giống như con nói từ đầu, nó rất là nguy hiểm. Với một cái niềm tin mạnh mẽ, mình có một động lực chân chính là muốn bảo vệ được cái niềm tin của mình và muốn bảo vệ cái truyền thống thực tập của mình. Điều đó là tốt đẹp. Nhưng kính thưa quý vị, bây giờ con hỏi Phật giáo, ví dụ như là Hồi giáo, có phải là họ ghét con người họ đi giết không? Không phải là bởi vì họ ghét con người, mà bởi vì họ thương Đức Chúa. Khi mà thương Chúa đến cái mức mà họ hy sinh cái tánh mạng của họ để họ đưa những con người không có tin Chúa cùng với họ về trên nước Chúa. Cho nên họ mới thực hiện cái hành động đó, và hành động của họ là bắt nguồn từ cái động cơ tốt. Cho nên một người mà làm một hành động tốt dưới một cái niềm tin mê mờ, tức là cuồng tín, thì cực kỳ nguy hiểm. Người ta đã tự tử tập thể bởi vì ta cùng với nhau lên Chúa, ta tin như vậy. Kính thưa quý vị, nếu mà ta thấy Phật giáo Nam Tông, kinh điển Bali, nó có một cái sự thật, một cái tiến trình tu tập, nó có một cái giá trị nhất định để đóng góp cho nhân loại, cho đất nước mình, và bằng cái tình yêu thương muốn bảo vệ nó, thì đó điều đó tốt. Nhưng nó là những kiến thức ta thu thập và hệ thống, thì nó là chưa phải cái trí tuệ phát xuất từ cái việc chuyển hóa tham sân si, thì cái sự thật đó là của Đức Phật chứ chưa phải của mình. Sự thật nó chỉ là sự thật khi mình là sự thật, chứ không phải mình nghe, mình bàn về sự thật. Cho nên nếu mình chưa phải là A-la-hán, chưa bỏ được tham sân si, thì những cái gì mình biết chỉ là cái lý luận của cái nhận thức lượm thu những cái thông tin về và sắp xếp nó theo cách nhị nguyên cái này hoặc là cái kia một cách có hệ thống.
Và ta vội đem đến kết luận, và ta đem cái kết luận đó ta đồng hóa với cái trí tuệ của Đức Phật, đây là sự thật, và ta đi rao giảng, và ta nghĩ rằng ai theo cái đó là chân lý, ai không theo là không phải chân lý, tà kiến. Điều đó cực kỳ nguy hiểm, dù đó là chính dựa trên kinh tạng Nikaya. Cho nên một số người dựa trên kinh tạng Nikaya thì rất tốt, rất đáng quý, nhưng phải là bằng trí tuệ của một bậc thực tập tâm linh, ít nhiều có chứng đắc, bỏ được tham sân si, thì cái sự thật mình nói ra nó không còn chống đối nữa. Rất là nhiều những bậc thầy tâm linh trên Theravada và họ không có sự chống đối nào cả với Phật giáo Đại Thừa. Vậy nhưng sự thật thì chỉ có một. Cái thứ hai, nếu mà mình nói cái sự thật đó ra bằng một cái cảm xúc rất mạnh mẽ và đã phá chống đối những cái con người mà không theo sự thật của mình, thì đó là mình vị klesa, bằng cái tâm sân mà mình đi đã phá, đi triệt tiêu những cái niềm tin khác, thì đó là một tội ác. Bởi vì không biết rằng Đức Quan Thế Âm có thật bằng hình tướng này hay không, nhưng khi mình đi ngang qua đường thấy một người thiếu ăn, động lòng trắc ẩn, muốn rút ra 5.000 để mua ổn mì cho họ, thì đó chính là Quan Thế Âm, quý vị. Cho nên Quan Thế Âm là lòng từ bi, và khi mà mình có lòng từ bi ở mức độ B, một người tu tập lên một chút nữa sẽ có mức độ A, và một người phát triển tối đa cái lòng từ bi đó sẽ trở thành mức độ A cộng, thì đó có thể là một vị Quan Âm, mà vị Quan Âm đó không nhất định là trong cái hình tướng mà chúng ta thấy hàng ngày, mà 32 tướng hiện ra tùy theo cái hoàn cảnh, cái nghiệp lực của chúng sanh mà lòng từ bi Quan Âm hiện ra để độ. Thì Quan Âm đấy là cái năng lượng từ bi của một bậc giác ngộ, và cái nguyện lực là vì cứu khổ chúng sinh, nghe cái tiếng kêu mà ứng hiện để cứu giúp. Và lời cuối cùng của Đức Phật dạy Dhamma Vinaya là pháp và luật, là cái thứ mà Ngài đã để lại, chứ không phải cái hình tướng, chứ không phải là cái sự kiện, cái thông tin. Cho nên ở trong cái pháp của Phật đó có một cái pháp từ bi, và người nào thực tập được cái lòng từ bi đến cái mức độ cao nhất thì đó là Đức Quan Thế Âm. Và ai, bất kỳ một người nào cũng có thể Đức Quan Thế Âm. Bất kỳ một người nào mà phát triển lòng từ, nuôi dưỡng lòng từ, tu tập lòng từ, và mình thấy cái lòng từ đó nó có thật với mình vô cùng, thì lúc đó Đức Quan Thế Âm là vô cùng thật, ta không dám nói là không thật nữa. Cho nên ai mà từ chối rằng không có Đức Quan Thế Âm, tức là vị đó đang phương tiện bảo vệ Phật giáo nguyên thủy, chứ không phải vị đó đang từ chối lòng từ bi của chính mình như là một con người, nhất là người tu. Cho nên phải thương luôn Phật giáo Nam Tông và ôm ấp luôn Phật giáo phát triển, thì đó mới là chính ý nghĩa của Đức Quan Thế Âm, và đặc biệt là cái ngày mà Ngài đã đản sinh, Ngài của tình thương lớn ra đời. Cho nên nhân cái cơ hội Ngài đản sinh của Đức Quan Thế Âm, con muốn có một thông điệp ôm ấp cả Phật giáo Nam Tông Bắc Tông bằng tình thương. Và tình thương ấy, những con người đệ tử của Đức Phật, là chúng ta không nên nghi ngờ, chống đối, đả phá, chỉ trích, mà nên lấy cái tình thương đó biểu hiện thành hành động. Và bất kỳ một ai trong chúng ta cũng có thể là Đức Quan Thế Âm ấy. Mong đây là cái ngày đặc biệt để chúng ta tha thứ, yêu thương, chấp nhận những điều khó chấp nhận, làm lớn lên tình thương. Nguyện bằng tình thương này chuyển hóa tất cả những hận thù, những nguy hiểm, những đau khổ, và mong cho dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng được tiêu trừ. Nam mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.